văn, nhược tam thiên đại thiên thế giới nội, sơn hà thạch bích, tứ đại hải thủy, năng linh dụng phất, tu sơn sơn cập thiết vi sơn, năng linh giao động, hữu linh toái như vi trần, kỳ trung chúng sanh, tất linh pháp vô thượng bồ đề tâm. Việc dịch: công lực của thần chú này có thể khiến cho nước sông, hồ, biển cả trong cõi tam thiên đại thiên dâng trào sôi sục, vách đá, núi nhỏ, núi Tu Di và núi Thiết Vi thảy đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ. Những chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm bồ đề. Lược giảng: nước sông, hồ, biển cả trong cõi tam thiên đại thiên. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới, nước sông, hồ, bốn biển lớn, tứ đại hải, có thể làm cho nước biển sôi lên. Khi quý vị trì tụng chú Đại Bi thì có thể làm cho nước biển dâng trào, sôi sục. Hán văn dùng từ dũng phất. Dũng có nghĩa là tăng lên, phất có nghĩa là nóng lên. Vách đá, núi nhỏ, núi Tu Di và núi Thiết Vi. Núi Tu Di chính là núi Diệu Cao. Núi Thiết Vi chính là ngọn núi bao xung quanh bốn bề địa ngục. Thảy đều rung chuyển. Chú Đại Bi có năng lực khiến cho núi Thiết Vi và núi Tu Di rung chuyển, nghiền nát như bụi nhỏ, lại có năng lực nghiền nát khiến cho đá sắt trong hai quả núi kia thành như hạt bụi. Những chúng sanh trong ấy, tất cả chúng sanh ở trong núi Thiết Vi và núi Tu Di đều phát tâm bồ đề. Tất cả chúng sanh ở hai núi ấy nhờ năng lực của chú mà phát tâm vô thượng bồ đề. Hán văn: dược chư chúng sanh hiện thế cầu nguyện giả, ư tam thất nhật tịnh trì trai giới, tụng thử đà la ni, tất quả sở nguyện, tùng sanh tự tế, chí sanh tự tế, nhất thiết ác nghiệp, tịnh giai diệt tận, tâm thiên đại thiên thế giới nội, nhất thiết chư Phật Bồ Tát Phạm Thích Tư Thiên Vương Thần Tiên Long Vương tất gia chứng tri. Việc dịch: nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại Bi Đà La Ni, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác đều mau tiêu diệt. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tử Thiên Vương, Thần Tiên, Long Vương thảy đều chứng biết cho. Lược giảng: Nếu tất cả chúng sanh trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi, ở hiện đời cầu nguyện, có nguyện vọng, có chỗ mong cầu, rất mong muốn nguyện vọng này thành tựu. Trong 21 ngày, trong thời gian 37-21 ngày, giữ trai giới nghiêm sạch. Hán văn dùng từ tịnh trì trai giới. Tịnh chính là thanh tịnh. Trì chính là thọ trì chú Đại Bi. Trai chính là ăn chay, không ăn tất cả thịt. Giới tức là nghiêm giữ giới luật. Tụng trì chú Đại Bi Đà La Ni, tất cả đều được toại nguyện. Tụng trì thần chú Đại Bi và cầu nguyện nơi chú Đại Bi thì tất cả mọi mong cầu chắc chắn nhất định đều thành tựu. Từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tức là từ nơi này sanh tử đến nơi kia sanh tử, chính là từ kiếp sống sinh tử này đến kiếp sống sinh tử khác. Tất cả các nghiệp ác, tất cả ác nghiệp tạo ra trong đời quá khứ đều mau tiêu diệt. Tất cả đều được tiêu diệt. Trong tam thiên thế giới, tất cả chư Phật, Bồ Tát, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tử Thiên Vương. Phạm Thiên Vương, Đế Thích,
và tứ đại thiên vương. Thần tiên Long Vương, thần tiên Long Vương thảy đều chứng biết cho, họ đều tác chứng cho quý vị, nói tội của quý vị đã tiêu rồi. Ha ha ha,